được tiếp xúc với những dụng cụ, thiết bị, hệ thống máy móc thực hành hiện đại, chuyên nghiệp, được các thầy cô, các chuyên gia hướng dẫn tận tình, qua đó góp phần hỗ trợ phát triển những tố chất, kiến thức, kỹ năng của một người thợ lành nghề trong tương lai, chính là điều mà hơn 400 thí sinh của 26 trường trung cấp cao đẳng có đào tạo bậc trung cấp trên địa bàn thành phố nhận được khi tham gia hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề năm 2020. Nhiều doanh nghiệp cũng xem hội thi là nơi để phát hiện những nguồn nhân lực mới từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bổ sung cho đội ngũ lao động của đơn vị trong tương lai. Vì vậy, hội thi là cơ hội thuận lợi để các thí sinh và doanh nghiệp kết nối với nhau ngay sau khi ra trường. Lý do mình tham gia cái hội thi của năm nay của thành đoàn là vì do cái nhu cầu thực tế là bên mình cũng mong muốn đào tạo một cái đội ngũ kế thừa, cũng như là các cái mong muốn là truyền tải các cái công nghệ mà bên mình đã nắm giữ, muốn là đào tạo đội ngũ kế thừa để mà tiếp dẫn những cái công nghệ mà bên mình đã thực hiện. Thì mà mình cũng mong muốn được là năm nay mình có được cái chất lượng đầu vào tốt, để ngoài cái việc đào tạo ra, bên mình còn là cái có thể là tận dụng những cái nguồn nhân lực mà các bạn đã được đào tạo chuyên môn từ các trường. Sau khi mà tham gia cái hội thi nghề thì các bạn đáp ứng được những cái hạng mục công việc cơ bản hiện hữu tại môi trường doanh nghiệp. Thì tôi cũng hy vọng rằng qua cái hội thi thì cũng mong muốn được là cùng với thành đoàn cũng như các quý trường có thể là xây dựng được những cái đội ngũ nhân sự dồi dào và đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của công ty cũng như là môi trường bên ngoài. Có thể thấy, bên cạnh giảng đường đại học, trường nghề còn là một cánh cổng nữa dẫn các bạn đến với ước mơ, hoài bão và thành công. Tham gia hội thi chính là cơ hội để các bạn học sinh, sinh viên rèn luyện tác phong tay nghề, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.